Họ làm cái gì mà bị bắt đây anh chị ơi? Họ làm cái gì bị bắt đây? Nhiều vấn đề bốc xích xã hội. Đúng rồi. Vâng, họ mới xuống mà bắt. Em thấy ban ngày họ rất bình tĩnh nhau anh ơi.
đây có gì? Có gì cơ? Biết cho công an nó bắt vào thằng. Bắt vào thằng này á? Bốn cái ô tô sọc ở đây sọc luôn. Công an bắt được thằng, còn một thằng nữa. Cái đường dây này hôm trước cháu đi lên tầng 3 xe, lên tầng 3 lấy cái bảy cái hoài một đống đứng chất đấy. Bao nhiêu thằng? Thì đấy. Bắt taxi đến bao nhiêu thằng ạ? Công an mệt đấy. Rồi điện. Rồi điện. Dù vui điện. Biết rồi. Mặt là ba. Cái này trường hợp như này nó không phải báo công an, tắt cái gì bắt xong vào đầu nó mới báo. Giờ cả con kia nha, con kia rồi à, con đây không có bốn con này, bốn con các bạn, bốn con này chưa kìa, không phải con này. Con kia đó, con kia, con kia năm con, chờ con xanh như này, năm con này, con xanh như ở người. Chưa biết nó là cái gì.
chưa hiểu nó là cái gì. Quay à? Không được, cầm đá. Đâu, cái đấy nó vừa cầm ra đây. Gậy vừa cầm ra đây. Đấy. Mới vừa đây, mới mọc vỏ. Vừa cầm ra là đâu? Kìa, nhìn thấy chữ cảnh sát chưa? Hả? Thấy chưa? Người ta phải đi như thế, người ta làm đây. Cảnh sát cơ động này. Châu! Một chiếc này đến nhỉ? Một chiếc này đến nhỉ? Sao còn đi xịt xịt